Phật tử khắp nơi thân mến, khi nghe qua kinh điển màu hoàng, chúc quý ngài đầy đủ phước duyên, sớm bước lên con thuyền bát nhã. Kinh kệ khuyên lời ích lợi chung, nhớ cao người khác được nghe cùng, hồn chung ấn tống bòn duyên phước, pháp thí giống lành sáng vén dung. Thay mặt đạo tràng chùa Minh Duyên huệ nhận, trân trọng kính chào quý thiện nam tín nữ, quý Phật tử gần xa kính mến, quý vị đang xem trực tiếp từ đạo tràng chùa Minh Duyên, núi Vinh, Bà Rịa, Vũng Tàu. Hôm nay ngày 27 tháng 9 năm Nhâm Dần, nhằm ngày 22 tháng 10 năm 2022. Kính thưa quý liệt vị, qua live stream trực tiếp này, thay mặt đạo tràng chùa Minh Duyên, điện Tam Tòa Thánh Mẫu, Huệ Nhận xin gửi đến lời tri ân thành kính đến với quý thiện nam tín nữ Phật tử gần xa đã chung tay đóng góp xây dựng điểm tô ngôi điện Tam Tòa Thánh Mẫu. Kính thưa quý vị, ngày 25 tháng 9 âm lịch vừa qua, vì nguồn điện chậm cho nên điện Tam Tòa Thánh Mẫu bốc cháy, quả quạng làm hư hao y áo mão. Nguồn điện, đèn hào quang, vàng la phong và tranh ảnh cũng như nơi điện Tam Tòa Thánh Mẫu. Khi hay tin đó, quý vị Phật tử, quý vị ân nhân đã gửi tin nhắn, điện thoại thăm hỏi, và quý vị có lòng thành gom góp tịnh tài để cùng tu sửa điện Tam Tòa Thánh Mẫu. Hôm nay ngày 26 tháng 9, hôm nay ngày 27 tháng 9 năm Nhâm Dần, thay mặt đạo tràng chùa Minh Duyên Huệ Nhận, chúng tôi nhận được sự phát tâm của quý Phật tử như sau. Xin phép và cáo lỗi quý Phật tử, chúng tôi không đọc ra số tịnh tài quý vị đóng góp, phương danh, tên, địa chỉ. Tịnh tài tức là số tiền quý vị đóng góp được ghi nơi bản vàng trang hoàng nơi điện Tam Tòa Thánh Mẫu để lưu niệm. Còn qua live stream này, chúng tôi đọc phương danh để tri ân quý vị. Hôm nay ngày 27 tháng 9 năm Nhâm Dần, chúng tôi nhận được sự phát tâm của gia đình Phật tử Thiện Ân Diệu Trầm ở Gò Công, Bình Xuân, Tiền Giang. Vợ chồng Tài, con của cậu Năm, vợ chồng Minh Hậu, Huệ Châu, con cậu Năm, vợ chồng Phước, con cậu Năm, cô Huệ Thông, Phật tử Diệu Nghĩa, Phật tử Thiện Duyên Diệu Thắng, Phật tử Diệu Lưu, cô Phụng, Phật tử Diệu Linh, Phật tử Diệu Tâm, mẹ của Tiger, gia đình cô Thủy, Nguyễn Văn Lên, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Văn Nhân, Nguyễn Thị Hồng Liên, Nguyễn Thị Liễm, Bùi Văn Giúp, gia đình bà Mười, Phật tử Pháp Danh Huệ Tưởng, Phật tử Thiện Pháp, Lê Thị Anh Mỹ, Lê Thị Kiều My, cô Hiền, Diệu Thuần, chú Bảy, Ánh Ngọc và mẹ, chú Ba Đôi, cô Diệu Tụ,
Phật tử Diệu Như, Phật tử Diệu Tánh, gia đình Nguyễn Thị Kim Phụng, Nguyễn Thị Ra, cháu nhất Phật tử Diệu Thần, vận động sự phát tâm để kỳ siêu cho hương linh Trần Thị Đính, 76 tuổi, mất ngày 17 tháng 6. Nhận của gia đình Lê Thị Phương, 60 tuổi, Trần Thị Bạch Loan, 60 tuổi, Nguyễn Quốc Tuấn, 24 tuổi. Và đặc biệt hôm nay chúng tôi một lần nữa nhận được sự phát tâm của Ni Sư Thông Thánh cùng quý Phật tử Đạo Tràng Chùa Minh Đức, Khánh Hòa. Như vậy thì tính đến hôm nay chúng tôi nhận được sự phát tâm của Ni Sư Thông Khánh, Phật tử Tông Phúc và quý Phật tử tại Đạo Tràng Chùa Minh Đức, Khánh Hòa, Phật tử Võ Văn Long, Ngọc Liễu, Thầy Hai An Nhất Pháp Danh Minh Nhân, Ngọc Minh Nghĩa, Cô Kim Ngân, Cô Phượng Bà Rịa, Cô Yến Bà Rịa, Nguyễn Thọ Trịnh Tiền, Hoài Thanh, Ngọc Bích Thắng Lê Phan Thiết, Phan Thị Thiết Nhung, Phùng Lê Khánh Vi, Trần Thị Mỹ Vân, gia đình Thiện Ân Diệu Trầm, gia đình vợ chồng Minh Hậu Huệ Châu, vợ chồng chú Tài, con cô cậu Năm, vợ chồng chú Phước, con cậu Năm, cô Huệ Thông. Cô Diệu Nghĩa, Thiện Duyên Diệu Thắm, Diệu Lô Cô Phụng, Diệu Linh, Diệu Tâm Mẹ Ti Gơ, Cô Hiền, Diệu Thuần, chú Bảy, Ánh Ngọc và Mẹ, chú Ba Đôi, cô Diệu Tụ, Diệu Như, Diệu Tâm, gia đình cô Thủy, Nguyễn Văn Lên, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Văn Nhân, Nguyễn Thị Hồng Liên, Nguyễn Thị Liễm, Bùi Văn Giúp, gia đình bà Mười, Huệ Tưởng, Thiện Pháp, Lê Thị Anh Mỹ, Lê Thị Kiều My, Nguyễn Thị Kim Phụng, Nguyễn Thị Ra, cháu nhất Phật tử Diệu Thần, vận động cầu siêu cho hương linh Trần Thị Đính, 76 tuổi, mất ngày 17 tháng 6. Vận động của gia đình Phật tử Lê Thị Phương, 60 tuổi, Trần Thị Bạch Loan, 60 tuổi, Nguyễn Quốc Tuấn, 24 tuổi. Huệ Nhãn xin chân thành cảm niệm và tri ân, cầu nguyện Tam Tòa Thánh Mẫu Hiển Linh gia hộ cho quý vị thật là nhiều phước báo an lạc trong cuộc sống này. Kính thưa quý liệt vị, thật ra thì 7 năm qua vì cơ sở chùa Minh Viên dời từ sông Vĩnh Tân Phước về đây xây dựng với bộn bề Phật sự, kinh phí eo hẹp, thật lòng với quý Phật tử là 7 năm qua chưa có thay áo mão của mẹ. Nhờ trận lửa này, mẹ cũng nhắc nhở cho chúng con để trang hoàng điện mẹ được trang nghiêm, thay áo mão cho đẹp, cũng như sửa sang lại nơi bổ điện của mẹ. Một số hào quang lâu năm cũng bị đứt, cho nên nhân dịp này Huệ Nhẫn cũng muốn sang sửa lại hết. Thưa với quý Phật tử là hiện nay Huệ Nhẫn đã đặt gần 30 bộ, chính xác là 33 bộ y áo mão cho mẹ. Rồi chính cái hào quang về phần y áo thì Huệ Nhẫn đã ứng cho cơ sở Trần Trọng Trí ở Sóc Trăng là 20 triệu, ứng cho thợ La Phong là 20 triệu, ứng cho thợ sửa bàn thờ mẹ là 12 triệu. Chúng xin được trình qua với công tác làm việc sửa sang điện mẹ cho quý Phật tử được nắm. Thì nhân dịp này để trang hoàng cho điện mẹ được tươi đẹp trang nghiêm,
nhân dịp vía mẹ 18 tháng 10 cho quý Phật tử về viếng mẹ cho được trang nghiêm, và đặc biệt là đại lễ hàng năm thông lệ ngày 27, 28 và 29 tháng 11 tại đạo tràng chùa Minh Viên, điện Tam Tòa Thánh Mẫu cho được trang nghiêm. Một lần nữa Huệ Nhẫn xin được tri ân ân đức của quý vị. Đến ngày mùng 1 tháng 10 mẹ ra bài kể một đời tu thân. Huệ Nhẫn xin tụng bài kinh cúng mẫu này để hồi hướng cho những phương danh tên tuổi của quý Phật tử Huệ Nhẫn vừa nêu ra đóng góp trong niệm mẹ được nhiều phước báo Di Đà Phật. Làm tròn lưng ly tứ anh thì sao mới khỏi sát thân đọa đài. Mẹ thương trần thế ai hoài ráng lo tụng niệm đêm ngày cho xiên. Mẹ đây vừa mở kim thiền để chèo đổ chúng qua miền trần gian. Vì thương con lắm gian nan, vì thương trần thế lệ chán đôi dòng. Con ơi phải giữ một lòng, ra tay mẹ đổ cõi dòng trần luân. Rầu cho con trẻ quá chừng, không lo tu niệm, lo mừng, lo vui. Thấy trần mẹ luôn ngậm ngùi, mẹ thương trần thế đến hồi gian lao. Từ đây lê thứ sáu sào, chẳng lo tu niệm lì chào đổ tuôn. Đời lo nói chuyện luôn tuồn, không lo tu niệm qua chuông hồi này. Mẹ thương dân chung bấy chày, mau mau giữ hỏi đại mây giải truyền. Công phu kia sớm cần chiên, nghe lời mẹ dạy cầm tiên giữa kề. Chữ tu đâu phải lời thề, chúng sanh chẳng dám mê cửa kề chữ tu. Đời còn nhiều kẻ ngáo du, còn lo danh lại dòng dù vui sai. Mẹ đương ngự chốn chương đài, thấy con chẳng thể ai hoài lòng đây. Chẳng nghe lời mẹ chớ chạy, thì sao mới đặng thân này thảnh thơi. Đời còn tu gấp kịp thời, lòng qua đại hội của trời lập ra. Hội này là hội kỳ ba, mẹ thương trần thế vậy mà giải khuyên. Dạy cho con trọn chữ hiền, ngày sau mới đặt giữa miền thiên bang. Con đừng mến cảnh trần gian, lo tu trở lại một đàn quê xưa. Tu hành nhiều kẻ chẳng ưa, mặt ai về xiểm sớm trưa chẳng màng. Thương con lì nhỏ đôi hàng, mẹ lo con trẻ trần gian khổ quá.
nhìn xem Lê Tứ ngắm mùi nắm cánh mà lý sụp sôi chờ con. Mẹ đem con lại lầu son đặng lo dạy dỗ cho con tu hành. Đời cùng con mãi tranh giành rồi đây huynh đệ ta tầm máu rơi. Vợ chồng xa cách xa vời, con thành phụ tử một đời đi hương. Nhìn xem cuộc thế đoạn trường, thương dân mẹ mới lo lường cho dân. Mẹ đây lo tạo lo thần, lo cho ba tánh lập thân cho tròn. Ngày nào con giữa lầu son thì mẹ mới hết con do cõi lòng. Chữ tu như thể ba tòng, phải làm cho thì lòng mới yên. Mẹ đây mở một chiếc thuyền, lệ đưa con trẻ qua miền trầm lưng. Mẹ tâu ngọc đi mấy lần, cho con một phép dài gần trần gian. Người đời sang ham nơi phú quý, ham mỹ đàn vinh quê, làm sao trở gót quay về, mạng lo trần thế chớ hề lo thân. Con ơi chớ nghiệp trượt trần, để lòng cho sạch đây lập thân bụi này. Tuần hoàng thiên địa đòi xây, cảm thương trần hạ lòng đây ai hoài. Mạng lo cao thấp đi cả ngày, chẳng lo tu niệm kịp ngày vinh quang. Đạo là chỉ có một đàn, mẹ ra dọn thế gian bước liền. Mau chân con bước xuống thiền, mẹ đưa ba tấm về miền hậu giang. Mau chân để trễ kiến thoảng, ngày sau có đặng tiếng ban trở về. Mẹ đây cho trần thế trở về cho mau, rồi đấy sắm hợp một màu trên quà dưới thần biết bao là mừng. Cuộc đời nay khổ quá chừng, nhìn con lị đỏ rưng rưng chẳng qua đây cuộc phận hoàng. Thiên cơ đã khiến hai đàn máu tuôn, đời này như một tấn tuồng, thấy nhau rồi lại làm buồn quên nhau. Bởi nên tuôn giọt máu đào, để huynh không kể đồng bào cũng không. Phật tiên xem thấy đau lòng, hạ sang trần thế mới hồng giải khuyên. Nào ai có biết thần tiên, giải rồi mẹ lại có
hỏi tiếng phản hồi. Vì thương khó đứng hay phục hồi, lo cho ba tấm hay gặp hồi nan nguy. Đời này tu gấp kịp kỳ, đắng coi giận báo dậy thời năm non. Mẹ thương ba tấm hay như con, đêm khuya tựa cửa lầu son mẹ chờ. Thấy con cần thế con thờ, tới ngày tu niệm còn chờ nữa chi. Con ơi con hãy nghĩ suy, ngày nay mẹ dạy đặng con ghi rằng. Đời này như sợi chỉ mạnh, chẳng lo tu niệm tránh dặn làm chi. Phật trời đã mở kỳ thi, không lo luyện tập mà thi hội này. Lòng qua đại hội chớ chạy, giở bài cho đặng thầy chấm công. Rồi đây đến hội mây rộng, Phật tiên dự hội cốc đồng mà xem. Kiều trần sao cứ ngủ mềm, sao không soạn lại đặng đêm chăm bài. Chữ tu phải ráng miệt mài, đừng để dánh dài, đừng kể mau lâu. Lo chi phu quý công hầu, thì ta gánh chi dài dầu tiếc sương. Ý muốn Tây Phương lại Phật, sao con chẳng lo chân thật tấm lòng. Phật ngồi tại chốn non bồng, mẹ nhìn trần thế tuôn dòng lệ tuôn. Ba tấm gần nơi lao khổ, mẹ mới ra công chỉ chỗ tu hành. Tuyên thần phải ráng nghe rằng, ngày sau con mới đã thành chánh quả. Thấy ba tấm còn đứa thông thả, con chẳng lo tu lên bát nhã tự thoảng. Tai trần nghe thế tan gian lý tiên thắm, dầm về chán chẳng xiết. Thương ba tâm là tình thiệt ráng tâm hy tâm, cho rõ biết đạo màu. Nhìn trần thế âu sầu tham, thấy chúng sanh sao chẳng biết đường về. Tưởng rằng trần thế là quê, nào hay biển khổ sống mê thăm sâu. Mạc kiếp đau đầu dai trả, trần con ráng lo công quả cho cao. Làm sao đúng bậc âm ni hào, tu thao thoát đi khỏi trần lao ai hà. Tiên cảnh là nhà khắc kè, mê định chúng con khó nhẹ linh ni hồn. Tu sao đổ rỗi tử con, tu sao đồng hồ.
tối thì chừa cho gấp, đàn bao lo còn mồi đắp gọi làm như vậy mới gọi tu hành, như vậy mới gọi chứng minh bồ đề. Tu phải kiên dè cho lắm, lời mẹ khuyên con như bấm cam lò. Đêm ngày con niệm Nam Mô mà không nói giữ cành khô để còi, mừng con đang ngay mồi tân phát. Mẹ rưới cho con nước mát mùi thơm, bốn mùa qua nở trái thơm, hơi bay bát ngát mùi thơm ngạt ngào. Nhớ ai trên chốn bàn đào, thương ai mà mẹ hiếu sao thì tinh. Phật tiên xem thấy buồn tình, nhìn coi cuộc thế bực mình cho dân. Sao không học tâm tiên thần, để lo tranh đi chữ phú bằng hư thân. Rồi đây kẻ hơn người tặng, để quên quên chia rẽ phụ thân đoạn liền. Ra đi không hẹn ngày về, dầu cho thịt đi nát ta thề gửi xương. Ai xuôi lắm mà nổi đoạn trường, Phật tiên xem thấy thảm thương cho trần. Ra kinh giảng dài mấy lần, dưỡng gian nào biết thế trần nào hay. Mẹ thương trần thế nạn tai, cuộc đời nhắc mãi đắng cay thêm sầu. Dương gian chưa biết đạo màu, làm sao quay gót trở đầu về quê. Kỳ ba mẹ mới vừa kề đạo cho trần thế trở về lòng qua. Dạy con nhớ mẹ già rành câu đạo đức đặng mà nhờ thân. Dạ con ở lại cõi trần, mẹ về tiên cảnh mẹ ngồi trong con. Bát Nhã xin con trở mái chèo, phiền lòng trước khách hội nàng yêu. Trăm năm chưa có bằng một đức, tận liễu trong gai khá lửa đèo. Quý Phật tử đang xem livestream trực tiếp từ đạo tràng chùa Minh Viên, thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Hôm nay ngày 27 tháng 9 năm Nhâm Dần, nhằm ngày 22 tháng 10 năm 2022. Kính thưa quý liệt vị, qua livestream trực tiếp từ đạo tràng chùa Minh Viên Huệ Nhận, thay mặt cho đạo tràng cũng như ban quý tế điện Tam Tòa Thánh Mẫu, chúng tôi xin được thành kính và tri ân quý thiện nam tín nữ Phật tử gần xa hưởng ứng lời kêu gọi của đạo tràng khi điện Tam Tòa Thánh Mẫu chùa Minh Viên bị chập điện, hư hao toàn bộ y áo mão và nơi thờ phụng. Qua lời kêu gọi của đạo tràng Minh Viên Huệ Nhận, tính đến ngày hôm nay
hai ngày kêu gọi 26 và 27. Tính đến vào phút này, chúng tôi nhận được sự phát tâm của quý thiện nam tín nữ Phật tử gần xa đã hùng chung để sửa sang điểm tam tòa thánh hậu trên trang nghiêm. Vì lý do tế nhị cho nên chúng tôi chỉ đọc phương danh của quý vị, còn phương danh và số tịnh tài hiển hiện sẽ được ghi vào bản vàng công đức trang hoàng nơi điện tam tòa thánh mẫu lưu niệm. Thưa quý vị, đến giờ phút này chúng tôi nhận được sự phát tâm đặc biệt của ni sư Thích Nữ Thông Khánh, Phật tử Tâm Phúc và toàn thể quý Phật tử đạo tràng chùa Minh Đức Khánh Hòa đã nhiệt tâm ủng hộ sửa sang cái điện tam tòa thánh mẫu. Bên cạnh đó còn có sự phát tâm của Võ Văn Long, Ngọc Liễu, thầy Hai An Nhất Pháp Danh Minh Nhân, Ngọc Minh Nghĩa, cô Kim Ngân, cô Phượng, cô Yến Bà Địa, Nguyễn Thọ Trịnh Tiền, Hoài Thâm, Ngọc Bích Thắng Lê Phan Thiết, Phan Thị Tiết Nhung, Phùng Lê Khánh Vi, Trần Thị Mỹ Văn, thành phố Hồ Chí Minh, gia đình Phật tử Thiện Ân Diệu Trầm, Gò Công Bình Xuân Tiền Giang, vợ chồng Phật tử Minh Hậu Huệ Châu, vợ chồng chú Tài con cậu Năm, vợ chồng Phước con cậu Năm, cô Huệ Thông, Phật tử Diệu Nghĩa, Thiện Viên Diệu Thắm, Phật tử Diệu Lô, cô Phụng, Phật tử Diệu Linh, Phật tử Diệu Tâm mẹ của Tiger, cô Hiền, Phật tử Diệu Thuần, gia đình chú Bảy, Ánh Ngọc và mẹ, chú Ba Đôi, cô Diệu Tụ, cô Diệu Như, cô Diệu Tánh, gia đình cô Thị Nguyễn Văn Lên, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Văn Nhân, Nguyễn Thị Hồng Liên, Nguyễn Thị Liễm, Bùi Văn Giúp, gia đình bà Mười Pháp Danh Huệ Tưởng, Thiện Pháp, Lê Thị Anh Mỹ, Lê Thị Kiều My, Nguyễn Thị Kim Phụng, Nguyễn Thị Ra và cháu nhất. Phật tử Diệu Thần vận động đóng góp cầu siêu cho hương linh Trần Thị Đính, 76 tuổi, mất ngày 17 tháng 6. Xin cảm ơn gia đình Lê Thị Phương, 60 tuổi, Trần Thị Bạch Loan, 60 tuổi, Nguyễn Quốc Tấn, 24 tuổi. Còn một số Phật tử đóng góp xin được giấu tên. Ba La Mật, thay mặt đạo tràng chùa Minh Viên huyện Nhận, điện tam tòa thánh mẫu, ban quý tế, xin được tri ân tấm lòng của toàn thể quý thiện nam tín nữ, Phật tử gần xa, quý mạnh thường quân, quý vị ân nhân đang cố gắng vận động và quyên góp để sửa sang trang nghiêm điện tam tòa thánh mẫu đạo tràng chùa Minh Viên. Nguyện cầu mười phương chư Phật khí thiên sông núi, nguyện cầu tam tòa thánh mẫu thủ phẩm lệnh bà các cung các cõi và các đấng thiên liêng gia hộ cho toàn thể quý liệt vị thật là nhiều phước báo, thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn an lạc trong cuộc sống này. Chúc quý vị luôn luôn thành công và sở nguyện sở cầu luôn luôn được thành tựu. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Xin cảm ơn Võ Văn Long đã cúng dường thêm 1 triệu. Thầy cảm ơn nhiều. Thank you.
hạ mẹ buông rời, thương con lao khổ trong đời, thương con mẹ mới hết lời cùng con, thương con lòng mẹ yêu con, thương con mẹ mới tìm con dạy bài. Thưa quý Phật tử, các mẹ cũng nhắc nhở, bởi vì 7 năm qua, từ ngày dời chùa Minh Viên từ sông Vĩnh Tân Phước về núi Vĩnh đất Phật này, Huệ Nhẫn cứ lo sửa soạn làm chùa, xây điện mà quên thay áo mão cho mẹ, sợ tốn nhiều kinh phí của Phật tử cho nên thầy không có dám kêu gọi. Ngày 25 tháng 9 buổi sáng sớm, sau khi thắp hương mẹ xong, 6 giờ rưỡi thắp hương, 7 giờ 40 thì nó bốc cháy. Không hay, cháy 40 phút. Thưa quý vị, có một cái điều kỳ lạ là y áo mão của mẹ bị cháy quéo hư hết, mà tất cả các tượng của mẹ còn được 95%. Có nghĩa là nguyên một cái vàng la phong 500 mét vuông thì khói nó đen, đen hết vàng la phong, mà tượng mẹ thì chỉ có tượng mẫu, là tượng mẫu mẹ chính giữa là hơi bị xém lửa một chút xíu. Một tượng cao ly bà cố động, bà thượng động cố hỷ cao ly thì bị nứt ở cánh tay, còn bao nhiêu á, còn lại 43 tượng kia thì không có sao cả. Cho nên thấy một cái điều hy hữu, nhân dịp này thì quý Phật tử chung tay, trong đó là phó cô Kim Định, Sa Long Kim Định là mở hàng đầu tiên, nói sư phụ ơi coi cái y áo mão có ai cúng chưa cho tụi con cúng. Thì qua cái lời hứa như vậy thì từ đó quý Phật tử, thầy kêu gọi bà con Phật tử chung tay rất là nhiều. Cái danh sách thì thầy mới đọc qua đó, hơn 30 Phật tử đã đóng góp, mà trong đó là ni sư Thông Khánh, Phật tử Tâm Phúc và quý Phật tử của chùa Vinh Đức đã bao chót. Cho nên chuyến này thì sẵn dịp này, Huệ Nhẫn cũng có kinh phí để thay hết toàn bộ y áo mão cho 33 vị Thánh Mẫu, Cha Ngọc Hoàng, các cung các cõi trên điện Tam Tổ Thánh Mẫu, rồi đóng lại vàng la phong mà cái nơi thờ của mẹ, rồi vẽ 3 bức tranh lớn ở phía sau điện mẹ, rồi làm luôn một vàng hào quang 9 cái cho mẹ sáng sủa, rồi gắn 27 cái đèn tròn ở trên cái cung thờ của mẹ, rồi mai lại một vàng màn mới để dâng lên cho mẹ. Và nếu mà có kinh phí nữa thì thỉnh bộ lọng, bộ lọng thì nó cũng đem vui hết cho nên cũng bỏ luôn, nếu mà có kinh phí nữa thì thỉnh bộ lọng, rồi đóng lại mấy cái bàn thờ của mẹ, nó cháy xém hết bằng gỗ, bình bông chân bông cũng bị hư hết, rồi giò chân trái cây cũng bị cháy hết. Cho nên thiệt hại kinh phí cũng phải nói là rất là nhiều. Mà nhân dịp này Huệ Nhẫn cảm thấy cái sự quan tâm của quý Phật tử quá lớn. Và chiều này thì chúng tôi nghe nhận được sự phát tâm của cô Diệu Tầm ở Nhân Ninh. Cô Diệu Tầm ở Nhân Ninh cùng phái đoàn Phật tử thì mùng 1 cũng về. Bà con Phật tử cần nước, chúng tôi nhận được từ chi hội của cô Liên Chợ Gạo Tiền Giang. Nói chung rằng quý Phật tử cũng nhiệt tâm hướng về với mẹ để cho điện Tam Tòa Thánh Mẫu trang nghiêm trang hoàng. Cũng mong sự phát tâm của toàn thể quý Phật tử chúng ta, nhân cái dịp này thì chúng ta sửa sang lại cung điện cho mẹ được trang nghiêm luôn. Huệ Nhẫn phải nói rằng mấy đêm nay mặc dù cũng hoảng loạn, nhưng mà nghĩ lại Huệ Nhẫn cảm thấy rất là ấm lòng, vì
Huệ Nhẫn nghĩ rằng Huệ Nhẫn đi tô không có buồn bã như mình nghĩ. Mấy hôm trước Huệ Nhẫn còn buồn, Huệ Nhẫn nghĩ rằng mình đi tu sao vô phước, không có ai quan tâm, bệnh đau thì cũng đơn thân một mình. Cho nên Huệ Nhẫn có cái ý định về quê xây cái cốc ở gần gia đình. Nhưng mà hôm nay qua cái trận mà lửa cháy này, Huệ Nhẫn thấy rất là ấm lòng. Ấm lòng vì quý Phật tử còn thương Huệ Nhẫn rất là nhiều. Bà con mình chung vai đấu cật, khi mà có cái hữu sự gì là mọi người cùng chặt tay nhau để khích lệ an ủi Huệ Nhẫn vững tin trên bước đường tu nhân học Phật này. Cho nên Huệ Nhẫn cũng phát nguyện đời đời kiếp kiếp, dù cho thân này có nát, thì Huệ Nhẫn mãi mãi vẫn giữ cái mối đạo này, thờ tôn kính mẹ mãi mãi và không thay lòng đổi dạ, để phụng sự mười phương chư Phật chư tổ thầy, các chung các cõi, để làm tròn hai vai gánh nặng cho được đồng điều, lo cho bổn tự này ngày càng hưng thạnh lên. Nên quý Phật tử cũng yên tâm, những cái sự giao phó ủy thác của quý Phật tử Huệ Nhẫn hứa là sẽ cố gắng bồi đắp cho ngôi đạo tràng chùa Minh Viên, cho điện tâm tòa thánh mẫu ngày càng trang nghiêm. Huệ Nhẫn sẽ cố gắng tinh tấn tu hành cho được nhiều phước đức để hồi hướng cho quý vị có được cái phước báo vô lượng, kiết tường hồng ân tam bảo gia hộ, các cung các cõi gia hộ cho quý vị. Một lần nữa sau đây thì Huệ Nhẫn xin đọc danh sách một lần nữa rồi kết thúc cái live stream này. Huệ Nhẫn xin được cảm niệm và tri ân ni sư Thích Nữ Thông Khánh, Phật tử Tâm Phúc và đạo tràng bà con Phật tử chùa Minh Đức Khánh Hòa, Võ Văn Long, Ngọc Liễu, thầy Hai An Nhất Pháp Danh Minh Nhân, Ngọc Minh Nghĩa, cô Kim Ngân, cô Phượng Bà Rịa, cô Yến Bà Rịa, Nguyễn Thọ Trịnh Tiền, Hoài Thanh, Ngọc Bích Thắng Lê Phan Thiết, Phan Thị Tiết Nhung, Phùng Lê Khánh Vi, gia đình Thiện Anh Diệu Trầm Gò Công, Trần Thị Mỹ Vân, gia đình vợ chồng Minh Hậu Huệ Châu, gia đình Tài con cậu Năm, gia đình Phước con cậu Năm, cô Huệ Thông, Phật tử Diệu Nghĩa, Thiện Duyên Diệu Thắm, Phật tử Diệu Lô, cô Phụng, Phật tử Diệu Linh, Phật tử Diệu Tâm mẹ của Tiger, cô Hiền, Diệu Thần, chú Bảy, Ánh Ngọc và mẹ, chú Ba Đôi, cô Diệu Tụ, Diệu Như, Diệu Tánh, gia đình cô Thủy, Nguyễn Văn Lên, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Văn Nhân, Nguyễn Thị Hồng Liên, Nguyễn Thị Liễn, Bùi Văn Giúp, gia đình bà Mười, Huệ Tưởng, Thiện Pháp, Lê Thị Anh Mỹ, Lê Thị Kiều My, Nguyễn Thị Kim Phụng, Nguyễn Thị Ra, cháu nhất, Phật tử Diệu Thần, đóng góp, vận động đóng góp cầu siêu cho hương linh Trần Thị Đính, 76 tuổi, mất ngày 17 tháng 6, cầu an sự phát tâm của Lê Thị Phương, 60 tuổi, Trần Thị Bạch Loan, 60 tuổi, Nguyễn Quốc Tướng, 24 tuổi, phái đoàn Phật tử cô Diệu Tầm ở Nhân Ninh, Tân Thạnh, Long An, phái đoàn Phật tử của cô Liên ở Chợ Gạo, Tiền Giang, cô Kim Định, Salon Kim Định, và quý Phật tử đã đóng góp, đang đóng góp và chuẩn bị đóng góp công đức vô lượng, phước báo, an lành, thay mặt đạo tràng cầu nguyện điện tam tòa thánh mẫu gia hộ cho quý vị, sở nguyện sở cầu luôn luôn được thành tựu, vạn thử hạnh thông các đường như ý nguyện. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Tát Đài Chứng Minh.